Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đi vào phân tích một cái bài mẫu của một cái người có tố chất làm về truyền thông marketing. Thì tại sao bạn ấy làm được truyền thông và marketing? Thì chúng ta phải để ý kỹ những cái đặc điểm trong cái bài báo cáo này. Thì thứ nhất ấy, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái cấu trúc vân tay này. Bạn có vân tay VLR, vân tay rất sáng tạo trong ý tưởng, idea. Có vân tay VKI ở tư duy, ngôn ngữ, lập luận và logic ở vị trí bên này. Cả hai đặc điểm này. Rất sáng tạo ở trong vấn đề hành động. Công việc của bạn này phải làm những công việc về hành động, về nghề chữa lành. Ở trong vận động tinh, khả năng lập luận, khả năng trình bày rất là lưu loát, nhanh. Và đặc biệt nhất là ngôn ngữ. Có vân tay mất công thì đây là một cái sáng tạo. Khả năng nắm bắt được xu hướng cũng như là đưa ra được những cái nhận định về vấn đề những cái trend rất là tốt. Đó, sáng tạo trong âm nhạc, cấu trúc này. Và đặc biệt các bạn lưu ý là cái mật độ tế bào thần kinh của bạn ở vùng này rất là cao, ở vùng nhận thức hình ảnh. Đó, vậy thì những cái yếu tố nào hội tụ được cái công việc của người marketing? Đó là cái giàu ý tưởng, tư duy sáng tạo là một. Tư duy là hướng đến kết quả, hướng đến tính giải phóng và giải thoát. Đây đặc điểm này, ngôn ngữ lập luận này. Đó, thì chúng ta đi vào chi tiết ở từng cái đặc điểm như sau. Thứ nhất, về mặt tương tác giao tiếp ở vị trí này, thì bạn ấy có vân tay chủng nước ở phía trên này. Đấy, thì bạn này cái cách giao tiếp đó là cách tương tác giao tiếp bạn này là mềm mại, linh hoạt. Là cái người có khả năng đón nhận được những cái yếu tố bên ngoài nhiều. Đấy là cái vị trí của vân tay UL đây. Đấy. Như vậy là cái tương tác bạn này là dễ, khả năng thích ứng và phù hợp rất cao với ngoại cảnh, môi trường bên ngoài. Đấy. Thân thiện, hòa đồng ở trong vấn đề tương tác giao tiếp. Ở trong tư duy định hướng này, thì đây là vân tay VKL. Đấy, cái vân tay này. Đấy, cho nên là cái vân tay này. Thì đây là một cái mẫu này thì nó sẽ rất là cái đặc trưng là đây một cái hoa tay. Và cái hướng đổ ngược sang bên nó có cái tính ngược R đây, thì cái vị trí N2 đó là vị trí của tư duy trừu tượng, tư duy không gian và tư duy hình ảnh. Thì mẫu người này với hoa tay đây thì là người ta sẽ hướng đến làm bất kỳ công việc gì là phải có kết quả, người ta làm những công việc mang tính chất là sáng tạo, là phù hợp, giàu ý tưởng, có năng lực thông minh, trực giác, linh cảm tốt. Và đặc biệt VKLR này thì nó sẽ rất là thông minh về hình ảnh. Đấy là một đặc điểm đặc biệt. Cho nên là VKL nó đã thông minh hình ảnh rồi, VKLR nó còn trội xuất sắc hơn. Nhìn nhận, phân tích rất là khách quan. Đặc trưng ở đây. Và cái mẫu người này cũng đánh giá rủi ro rất là tốt. Đánh giá, phân tích, nhìn nhận những cái vấn đề rủi ro, nguy cơ rất là tốt. Đấy là cái vị trí của N2. Như vậy là rất giàu ý tưởng. Giàu ý tưởng và mục tiêu là hướng đến kết quả. Tư duy là rõ ràng, chính xác. Đấy là cái đặc điểm của vị trí N2. Sang vị trí của kiểm soát này. Thì đây là vân tay chủng nước. Thì ở đây thì bạn ấy là mẫu người cống hiến, chia sẻ, giúp đỡ cho đi. Cái đặc điểm này. Cái cảm xúc là một trong những yếu tố sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tiến trình về quản trị. Do vậy cái mẫu người này thì cũng chỉ phù hợp ở các công tác gọi là vị trí của quản lý chuyên môn thôi. Quản lý chuyên môn thì bạn phù hợp, bởi vì chủng nước nó không mạnh ở cái vai trò quản lý về tài sản, nhưng mà nó lại tốt ở vai trò quản lý về chuyên gia, quản lý chuyên môn. Thế thì vậy thì cái vị trí công việc của bạn này là làm được quản lý, bởi vì là quản lý ở đây thì bạn ấy quản lý là thuộc quản lý chuyên môn. Đó, vì bạn ấy có tính ngược này. Đó, thì đấy là cái lưu ý. Mật độ tế bào thần kinh đấy tương đối ổn và mức ngưỡng khá. Và tiếp đến là tư duy logic. Đó, thì đây là cái tư duy logic thì quy nó rất mạnh ở tư duy logic. Đây là cái cấu trúc của vân tay hai tâm. Đó, đây là cấu trúc của vân tay hai tâm này. Như vậy là cái tư duy là tư duy khả năng lập luận, logic là chặt chẽ, chính xác và chi tiết. Đó, linh hoạt trong vấn đề ngôn ngữ. Đó, ở đây đặc trưng cái cấu trúc này. Và cái hai nữa là cái khả năng cảm thụ và nhận thức về ngôn từ, độ chính xác về con số, logic là rất là cao. Quy rất có lợi thế ở vấn đề truyền thông. Cái yếu tố này lại kết hợp nữa. Như vậy là giàu phía bên giàu ý tưởng ở trong tư duy tưởng tượng. Đó, lại giàu cả ngôn ngữ ở đây nữa, hai cái vị trí này. Đó, như vậy là cái đây là một yếu tố để cái cơ sở này để quyết định vào cái lĩnh vực marketing của bạn ấy rất là phù hợp, marketing hoặc truyền thông. Đó, như công việc nó mang tính chất quảng bá,
cái VKL này thì nó có một cái thế mạnh nữa, chúng ta bổ sung lại thêm cho một chút nữa, nó có tính quảng giao rất là cao. Đây là VKL này. Đấy. Tiếp đến là cái hành động của bạn ấy là hành động vận động đây rồi ra VKP, thì cái vân tay này thì nó cũng là nghĩa là làm những cái công việc mang tính chất là sáng tạo. Ra VKP đây, đây cái mắt công của bạn này đây. Đấy. Như vậy là cái sáng tạo thì cái mẫu người này thì bạn ấy đặt ra mục tiêu được mục tiêu gì thì bạn ấy có khả năng đạt được cái kế hoạch và mục tiêu đó. Đây là cái đặc điểm này. Đấy, bởi vì mẫu người này là mẫu người hành động rất là tốt. Đấy, hành động sáng tạo, tập trung. Đấy, và tập trung rất là tốt. Đặc biệt nhất là tính sáng tạo ở trong hành động. Thì đó là cái đặc điểm trội của cái điểm này. Đấy. Tiếp đến chúng ta sang phân tích ở cái vận động tinh này. VKCL. Thì vận động tinh đây. Đó là một cái vân tay này. Thì con người này là còn cái khả năng truyền đạt của bạn ấy tốt. Đấy. Ở đây thì cái khả năng lưu loát về mặt ngôn từ. Đấy, và đặc biệt nhất là cái mẫu người này thì cái giọng nói của họ rất là khéo. Đấy, giọng nói là khéo. Và xin nghe, đây là một cái VKL, đây là cái cách hành ngôn hành văn của bạn ấy rất là tốt. À, sang ở vị trí của ngôn ngữ thì đây là một cái vân tay mắt công. Đấy, đây là một cái vân tay mắt công. Như vậy là vị trí ngôn ngữ mà được mắt công thì đó là cái người có khả năng nghe, cảm nhận và độ chi tiết và độ chính xác cao. Đặc biệt nhất là cái ngôn ngữ của bạn ấy cũng mắt công thì nó cũng có tố chất của cái tố chất của gây ảnh hưởng. À, như vậy ở đây là một cái vị trí phù hợp tiếp. À, sang cái tai âm nhạc cũng vậy. À, đây là một vân tay VKL, thì VKL nó cũng là rất là người rất là nhạy cảm về độ chính xác và chi tiết trong âm thanh âm nhạc. À, vậy nghề truyền thông cần âm thanh ngôn ngữ. Nên là đấy là cái hai cái này bạn ấy đạt được rồi. Còn ở phía dưới là vân tay chủng nước hai vị trí này, nhưng mà được lợi thế là mật độ tế bào thần kinh của bạn này vượt trội lên rất là cao. Nó cho phép là cái khả năng trí nhớ và lưu thông tin của bạn ấy tốt, khả năng lưu trữ nhiều thông tin, đặc biệt nhất là thông tin hình ảnh. Đấy, thì đấy là cái cấu trúc đây là cái cấu trúc của bạn ấy làm cái nghề gọi là marketing là phù hợp. Đấy, ý tưởng giàu sáng tạo, giàu ngôn ngữ. Đấy, khả năng làm những cái công việc mà mang tính chất sáng tạo. Đấy, ở cái vùng âm thanh và hình ảnh này rất là tốt. Vừa được vân tay chủng hiếm mà lại còn vừa được cả mật độ tế bào thần kinh cao nữa. Thì đó là một cái bài, đây là một cái cấu hình của cái người phù hợp với nghề marketing. Nếu bạn nào mà có cùng đặc điểm cấu trúc này thì đây là một cái định hướng marketing và truyền thông rất là phù hợp. Đấy là cấu trúc đặc biệt. Đấy, rất có năng khiếu trong một nghề marketing. Và bạn này thực tế thì bạn ấy đã là một cái người làm marketing thì rất là giỏi rồi. Vì đây là cái báo cáo cá nhân, tôi không tiện để nêu danh tính. Nhưng mẫu người này là mẫu người đã làm được marketing rất là xuất sắc rồi. Đó, thì đấy là dựa trên cái báo cáo bạn ấy mới phân tích thì bạn ấy, để cho bạn ấy có cái sự tự tin hơn thì bạn ấy cần tham chiếu qua chúng tôi. Đó, thì đấy là tôi xin chia sẻ với các bạn một cái cấu trúc báo cáo của người marketing này là như vậy. Đó, nếu như bạn nào có cái cấu trúc này thì xin chúc mừng. Đó, và nếu các bạn cần thêm cái tham chiếu câu hỏi thêm thì hãy liên hệ với tôi. Hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn nút theo dõi để các bạn có thêm những cái mẫu báo cáo mới, cập nhật những cái báo cáo mới để tìm ra những cái công việc phù hợp với bản thân mình. Xin chào và hẹn gặp lại.